Mà anh em gì nói rồi? Gà chứ anh Tiên đâu? Đi làm công việc rồi. Gà anh Tiên đi đâu vậy? Anh đi ăn xoa. Hai cây ăn xoa à? Uống lấy sức ở trên đâu à? Anh đi mình xếp đây, chúng nó mệt mệt đối tiếng dịch làm chút mấy mật ăn con ra trời ơi. Vũ về xin ốp, nè đi đám cưới. Ồ, Vũ vô mập đám cưới luôn hả? Tiền anh Hải với Trạm đang set up để chuẩn bị ngày mai bắt đầu anh em mình sẽ tung những cái livestream nghe siêu lục địa nha anh em ơi. Đúng rồi, dùm tròn luôn anh ơi. Đấy, bấm nhảy nè anh em ơi. Anh Hải, với bộ anh Hải đưa lên em chị anh Hải like nè, đưa bấm nhảy lên nè, đưa lên bấm nhảy lên. Bấm nhảy mà. Mình là em coi câu mà. Rồi bấm nhảy đi. Giảm sao vô la anh Hải tiêu rồi. Giới bộ giới thiệu nè. Thôi. Bánh nhỉ nguyên chắc các bạn. Rồi. À, coi như vừa rót ra là sắc ớt vô lại không là ngon y xì 100% chắc. Làm được rồi, giờ bột chấm mắm độc nè. Mắm đây làm bỏ chút thơm chấm thịt ba chỉ rau sống nhức nhất. Bây giờ để mật này, mắm mật nè. Tẹo nào, mắm tép nè. Đây này, hôm nay anh giới thiệu luôn, ảnh đang live mà. Mắm mật đây thì rất là tuyệt vời cả nhà. Muối nhạt, muối chua, 6 muối mà một mật. 6 mật một muối. Thơm à. Đây là xả nha. Ở nguyên liệu này đủ cho anh cứ nói một cái sao được. Thơm, xả, tỏi và ớt à. Thêm tí đường nữa, đánh đều lên là ghép ầm. Tuyệt vời. Tép à. Em tép đây là nguyên chất cả nhà. Đây là chấm chua này, chấm kê này. Chấm vô đây ngọt dịu luôn. Mát cả miệng luôn. Còn cá nữa. Cá con miên con à. Cái con kia con này đây thì nói chung là cũng xả thơm bềm em bỏ vô cảm thấy con to quá cắt làm hai cứ ghép vô kẹp vô miếng rau vô cuốn vô rồi. Cuốn bánh tráng được rồi đó. Tháng này được rồi mai đứng ngoài hậu kỳ được rồi thì sắp tới anh em chuẩn bị xíu anh em tập trung mạng livestream chính nha anh em ơi. Rồi trước tiên anh hai cho anh hai xây bằng xây quay anh hai là cái món này chú ơi đây được không đây đi tăng tí để em tăng tí cho anh cứ la nè nè đâu thì đây cấp ẩu mà đó mùa đây bắt đầu là mắm mực bắt đầu vô mùa nhiều rồi mực có nhiều anh em mình muối được số lượng lớn rồi mấy muối được thêm tấn mực nữa có mực nhiều rồi bắt đầu anh em mới hoạt động livestream lại nha những anh em mà đang đặt hàng của anh em rồi thì anh em cứ làm y như hướng dẫn thôi sản phẩm mà không ngon thì anh em cứ nghe tức trên nắp chai có tên màu đỏ anh em gặp anh em mình để anh em mình có thể là thừa anh em 200% hoặc chỉ anh em sao ngon nhất sản phẩm anh em là sản phẩm uy tín anh em cứ yên tâm mà dùng thôi phải lo về những cái chuyện ABC bờ sực cười gì hết nha anh em đó. Cứ chương trình trang lớn của anh em mà anh em bập thôi mà khỏi sợ nhầm lặng cảm ơn anh em nhiều đã yêu quý ủng hộ mắm của anh em Sơn Dược mình tới thời điểm hiện tại nha cảm ơn anh em rất nhiều.